Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Dự báo về những thay đổi trong tuần giúp cho các bạn chủ động hơn trong mọi công việc đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý tuần mới từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý có thể cảm thấy đôi chút hoang mang khi mà công việc của bạn chẳng đâu vào đâu khi thời điểm cuối năm đã cận kề. Thương quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi Tý dễ mắc phải nhiều thiếu sót khiến cho chất lượng công việc của bạn bị giảm sút, hiệu quả cũng giảm theo. Tuy nhiên, trong tuần mới này, đối với bà tuổi Tý, bạn lại nhờ có được sao Thái Dương là cát tinh hỗ trợ cho vận trình của bạn, cho nên cũng bất đi phần nào những khó khăn. Và với bà tuổi Tý, có thể an tâm, bạn hãy vững tin vào chính bản thân mình và đưa ra lựa chọn một cách dứt khoát, quyết đoán có như vậy với bạn tuổi Tý mới thoát được khỏi những khó khăn ở thời điểm này. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này đã có chuyển biến khá chi là tích cực. Sao Thái Dương cũng sẽ hỗ trợ cho bạn Nam Mệnh khi tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp với mình. Tuy nhiên, đối với những bạn nữ thì lại không có nhiều cơ hội như vậy. Xong, nếu như bạn tuổi tí chủ động bật đèn xanh với đối phương thì biết đâu đấy, kỳ tích của bạn sẽ xảy ra. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi tí trong tuần mới này cũng đang có được báo hiệu khá chi là vượng. Khả năng phát tài trong tuần của bạn khá chi là lớn khi mà bạn đang có được cả chính tài và thiên tài cùng độ mệnh. Dù là người làm công ăn lương hay là người kinh doanh buôn bán cậu sẽ có được túi tiền rủng rỉnh để chuẩn bị mua sắm Tết, nhưng bạn mệnh tuổi tí nên nhớ là mua sắm vừa phải, đừng có quá đà hoang phí. Từ vi tuần mới của bà tuổi Sửu, từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu trực giác của bạn sẽ mách bảo cho bạn những thông điệp giá trị thế nên bạn tuổi Sửu hãy bình tĩnh để lắng nghe những gì mà bạn mệnh được mách bảo thay vì vội vã lo lắng căng thẳng đây cũng là một tuần làm cho bạn tuổi Sửu cảm thấy dễ chịu khi được bày tỏ mọi suy nghĩ của mình ở trong lòng thay vì để chúng là một rào cản khiến cho bản thân thiếu đi sự thoải mái và tự tin. Tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu thực sự là thời gian mà bạn mệnh có thể tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với những người khác giới. Họ bị thu hút, luôn muốn quan tâm và không thể rời mắt khỏi bạn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu gặp những đôi đang có gia đình thì đừng có ý lại vào sự chiều chuộng của đối phương mà trở nên lười biếng, thiếu nỗ lực để hoàn thành những công việc của mình quan về vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này không được suôn sẻ cho lắm bởi với bạn tuổi Sửu đang gặp khá nhiều điều khó chịu nhất là bạn đang bị tác động tiêu cực của thương quan xuất hiện vào giữa toàn tuần khiến cho tâm trí của bạn tuổi Sửu thường xuyên bị mệt mỏi uể oải không thể nào tập trung được cho công việc với bà tuổi xỉu, đừng để ý kiến của người ngoài tác động tới mình quá nhiều, ảnh hưởng của sao ngũ quỷ nên một số việc với bạn khó thành, dễ mắc sai sót. Nhưng bạn mạnh tuổi xỉu, đừng xem đó là tất cả, đơn giản là bài học kinh nghiệm cho bản thân cần phải bước qua trên con đường tiến tới thành công. Cuộc sống là vậy, có vất vả, thử thách mới có đạt được những điều mình mong ước bạn tuổi xỉu nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần đang có dự báo bạn đang nhận thấy một số dấu hiệu lạ khiến cho bạn có sự nghi ngờ nhất định về người ấy, nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra và với bạn tuổi dần có thể bạn mệnh buồn đấy nhưng hãy tìm cách để cải thiện tình cảm sự kết nối với đối phương hơn là gặn hội những câu hỏi vô lý phiền phức làm cho đôi bên cùng cảm thấy khó chịu dù là những tuần đầu của tháng mới nhưng với bạn tuổi dần bạn rất hối hả bận biểu với những nhiệm vụ được giao đây đây cũng là lúc mà bạn tuổi dần được khuyên không nên đặt ra quá nhiều kỳ vọng, trong chờ. Nếu không, bản mệnh rất dễ rơi vào cảm giác thất vọng và chán nản. Khoảng thời gian này tuy có khó khăn với bạn và bạn tự dần thường xuyên được hỗ trợ, giúp sức và may mắn là cuối tuần sẽ có được chính tài mang về cho bạn được tiền bạc. Bạn mệnh có được cảm giác mình đã được bù đắp cho những vấn đề đã xảy ra trong tuần nhờ đó mà với bạn tuổi dần có được thêm tinh thần động lực để chuẩn bị cho mọi việc được tốt hơn bên cạnh đó vận trình công danh sự nghiệp của bạn tuổi dần trong tuần mới này không có quá nhiều biến động và với bạn tuổi dần bạn hãy cứ tập trung vì việc to hay việc nhỏ cũng đều có cách giải quyết phù hợp khi đánh giá đúng tình hình thông qua đó có thể tìm được người cộng sự phù hợp để hỗ trợ cho mình bạn đừng có ngại khó, ngại khổ, hãy cứ tự tin là làm được bạn tuổi dần nhé. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão, từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão, từng thắp sáng hy vọng thì tuần này lại cảm thấy thất vọng về ai đó. Song với bạn tuổi mão, bạn hãy bình tĩnh trong thời gian tìm hiểu là lúc chọn lọc và loại bỏ. Những cặp vợ chồng trẻ thời gian này cũng dễ có những bất đồng quan điểm và lối sống khi mới về ở chung. Và tuần này đối với bạn tuổi mão vui khi những bận rộn đã tạm qua đi, đây là thời gian để cho bạn mệnh có thể thực sự thư giãn một chút. Bạn hãy ở bên những người thân trong gia đình, bạn bè và đừng quá bận lòng vì những gì bạn mệnh chưa từng dàn xếp ổn thỏa. Và với bạn tuổi mão, công việc có thể được xử lý tốt hơn vào tuần tới. Bên cạnh đó, trong tuần, bạn đang gặp tỷ kim xuất hiện đầu tuần, khiến cho bạn tuổi mão cảm thấy khó xử nhưng ngay sau đó, chính bạn là người đã xoay chuyển tình thế, nhờ đó mà mọi việc đã đi theo kế hoạch, sức khỏe của bạn càng về cuối tuần, càng được cải thiện. Ngoài ra, với bà tuổi mạo trong tuần mới này, hãy tìm lại niềm cảm hứng cuộc sống bằng những điều mình thích. Ảnh hưởng của dịch mã, cho nên với bạn tuổi mão trong tuần này phải di chuyển khá chi là nhiều cho nên lệ phí đi đường, công tác phí cũng có phần tốn kiếm cho bạn. Về tử vi tuần mới của bạn tuổi thìn, từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021, Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Thìn, chua chúng ta thấy là vận trình tình duyên của bà tuổi Thìn trong tuần này không được suôn sẻ, êm đẹp chua lắm. Có lẽ trong tuần mới này đối với bạn tuổi thìn, bạn khá chỉ là khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Và với bạn tuổi thìn, bạn do dự không dám tiến tới và đó có thể chính là lý do khiến cho bạn mệnh đánh mất đi mối quan hệ tình cảm đáng lẽ ra thuộc về mình. Đường tình trắc trở mà tài lộc của bạn tuổi thìn cũng chẳng hề thuận lợi hơn chút nào. Và với bà tuổi thìn, bạn dễ mất tiền ngay từ đầu tuần khi bạn đang gặp kíp tài điêu bám. Ngân sách của bạn đang có điểm báo có sự hao hụt một cách nhanh chóng vì những chuyện không đáng có xảy ra. Cũng may là về cuối tuần sẽ có vài cơ hội cho bà tuổi thìn gỡ gạc lại chút tiền bạc cho mình. Con đường công danh và sự nghiệp của bạn tuổi thìn trong tuần mới này cũng không thực sự được khởi sắc chỉ là so với phương diện tình duyên và tài lộc của bạn thì có thể tính là thuận lợi hơn khi bạn đang gặp được thiên đức là cát tinh ở bên trợ mệnh hỗ trợ cho bạn phần nào công việc của bạn tuổi thìn có thể tiến trị khá chi là tốt nếu như bạn biết nắm bắt được thời cơ tuy nhiên điều này cũng sẽ chỉ giúp cho bạn mệnh được phần nào quan đối với bạn tuổi thìn vẫn cần phải tự lập dùng chính năng lực của bản thân mình để khẳng định vị thế của bản thân. Thiên án xuất hiện nhắc nhở bản mệnh tuổi thìn nên đầu tư sáng tạo nhiều hơn để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ đang có điểm báo hung cát đan xiên và với bạn tuổi tỵ cần phải cẩn trọng bởi bạn đang gặp bạch hổ hung tinh chiếu mệnh báo hiệu về những chuyện xui xẻo họa huyết quang có thể xảy ra với bạn chính vì thế mà trong tuần mới này đối với bạn tuổi tỵ đi đâu hay làm gì thì bạn cũng cần phải nhìn trước ngó sau thận trọng để không gặp chuyện đáng tiếc xảy ra với mình Quan về vận trình công danh sự nghiệp của bạn trong tuần mới này lại khá chi là xôn sẻ. Tuy nhiên, với bạn tuổi tỵ vẫn có chút khúc mắc do tiểu nhân thiên quan chọc phá. Song bạn mệnh tuổi tỵ cũng đủ bản lĩnh để tự mình xử lý. Bên cạnh đó, trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp được chính ấn chiếu mệnh cho thấy cấp trên hài lòng với những biểu hiện của bạn và đang có ý định cất nhắc bạn lên vị trí tốt hơn trong thời gian sắp tới. Quân đường tài lộc của bạn tuổi tỵ trong tuần mới này lại đang có được báo hiệu tốt đẹp. Bạn có được cơ hội kiếm tiền nhiều chẳng thể đếm được. Tuy nhiên, bạn mệnh tuổi tỵ đừng quá sốt ruột khi mà đầu tuần qua đi, giữa tuần qua đi mà chưa thấy tiền bạc về tay. Bởi thiên tài tới gần cuối tuần mới xuất hiện mang về cho bạn nhiều sự may mắn về tài lộc, tiền bạc được dồi dào, không lo túng thiếu. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tỷ trong tuần mới này lại chưa thực sự được khởi sắc, vẫn còn bấp bênh, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi tỷ và người ấy có phần bị chững lại, không tìm được điểm đột phá. Giữa hai người chưa đủ lòng tin, dễ sinh ra vết rạn nứt chia cách hai người nếu như có kẻ cố tình phá hoại, chen chân vào tình cảm hai người, khiến cho hạnh Phúc hai bạn bị lung lay. Từ vi tuần mới của bà tuổi ngọ, từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là với bà tử ngọ đang có được báo hiệu con đường tài lộc của bạn phát triển khá chi là ấn tượng, thu nhập được gia tăng và bạn tự ngọ không phụ thuộc vào một nguồn thu mà có thêm nhiều nguồn thu khác do bạn đang gặp được thiên tài chia chở, nâng đỡ cho bạn. Khi có tiền bạc được rụng rịnh trong tay, bạn mạnh tự ngọ không lo túng thiếu. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn lại chưa thực sự được khởi sắc chuyện tình cảm đôi lứa mặc dù đã có tín hiệu cho thấy người ấy dần có cảm tình với bạn nhưng mọi chuyện vẫn chưa thực sự rõ ràng và với bạn tuổi ngọ cần phải nỗ lực nhiều hơn để đi vào trái tim của đối phương bằng sự chân thành trong tuần này đối với bạn tuổi ngọ nếu như có việc gì quan trọng thì bạn mạnh nên chủ động tiến hành vào thời điểm đầu tuần chính ấn sẽ xuất hiện, chia chở và giúp cho mọi việc với bạn được suôn sẻ và thuận lợi hơn, làm gì cũng dễ dàng đạt được. Và cuối tuần, với bạn tuổi ngọ dễ gặp chuyện xui trong công việc, không nên đưa ra những quyết định quan trọng vào khoảng thời gian này. Mặc dù trong tuần luôn có cắt tinh theo dõi, nhưng từ giữa tuần trở đi, vận trình công danh sự nghiệp của bạn có phần bị xa sút tiểu nhân thiên quan xuất hiện có thể án ngữ, khiến cho bà tuổi ngọ khó có thể triển khai được những kế hoạch ấp ủ đã lâu. Nhìn chung, với bà tuổi ngọ trải qua một tuần không quá trôi chảy đối với bản thân mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi, từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi, vận trình của bạn đang có điểm báo, dễ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn xảy ra khi mà bạn đang gặp vận hung quá lớn, lấn át hết cát vận. Đặc biệt là vận trình tài lộc của bạn tuổi Mùi đang có dấu hiệu bị sa sút nghiêm trọng. Đại hao là hung tinh, điểm báo cho thấy với bạn tuổi Mùi rất có thể sẽ phải chi một khoản tiền khá chi là lớn ngoài dự tính. Và thời điểm đầu tuần là lúc mà bạn tuổi mùi gặp họa mất tiền lớn nhất. Bạn mệnh nên hạn chế đưa ra những quyết định lớn liên quan tới vấn đề về tài chính. Tuy nhiên, với bạn tuổi mùi cũng đừng có quá lo lắng bởi càng về cuối tuần thì tài vận của bạn sẽ dần được ổn định và khởi sắc hơn. Con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong tuần mới này cũng khá chi là sun sỉa vào đầu tuần khi bạn đang gặp được chính án chiếu mệnh cho thấy cấp trên đánh giá cao và có ý định cho bản mệnh nhiều cơ hội để có thể khẳng định vị trí của mình. Có điều, kẻ tiểu nhân thái thế, nóng mắt, cũng định chọc ngoáy, hãm hại bạn, gây ra nhiều sự cố bất ngờ về bạn. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này lại chẳng được như ý muốn. Có lẽ với bạn tuổi mùi sẽ vẫn phải thất vọng khi không tìm được người thực sự hiểu và yêu thương mình. Những gì với bạn tuổi mùi nhận được chỉ toàn là những lời từ chối nhẹ nhàng cho đến phụ phàng từ đối phương. Cái điều này khiến cho trái tim bạn mệnh tuổi mùi bị tổn thương sâu sắc. từ vi tuần mới của bạn tuổi thân từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân đang có được báo hiệu, đón nhận nhiều tin vui, cát khí lan tràn, bạn tuổi thân dễ gặp được nhiều chuyện may mắn. Con đường tình duyên với bạn cũng được khởi sắc rực rỡ và với bạn tuổi thân có thể nhận được nhiều cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc, dù là quan độc thân hay đã có đôi có cặp, bạn mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt nó. quan về phương diện tài lộc của bạn tuổi thân trong tuần mới này, thời điểm đầu tuần của bạn khá chi là ấn tượng, bạn đang gặp được thực thần xuất hiện, cho thấy cách chuyện làm ăn kinh doanh với bạn đang trên đà phát đạt, kiếm được nhiều cơ may phát tài. Bạn tuổi thân cần phải tập trung sức lực để không bỏ lỡ thời cơ hiếm có mỗi năm dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, càng về cuối tuần với bà tuổi thân thì cơ may về tài lộc càng ít ỏi, thậm chí bản mệnh còn có nguy cơ mất tiền hao của nữa. Tiểu hao là hung tinh xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh tiểu tuổi thân nên chi tiêu cho hợp lý, đừng quá mua sắm quá nhiều thứ, không cần thiết mà tốn kiếm trăm bề, thậm chí còn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Quan về vận trình công danh sự nghiệp của bạn mệnh tuổi thân trong tuần mới này cũng đang mắc phải những khó khăn khi bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh, khiến cho bạn mệnh tinh thần bị sa sút không thể vượt qua được áp lực quá lớn. Biết bao nhiêu công sức trước đó đều đổ sông đổ bể vì những sai lầm của bạn hiện tại. Cũng may là bạn đang gặp được thiên ấn vớt vát nếu không thất bại hoàn toàn với bạn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu đang có điểm báo có nhiều nguy cơ phải đối mặt với kẻ tiểu nhân và tiếp nối từ vi tuần trước, ngủ quỷ hung tinh nhập mệnh càng sơ hở thì với bạn tuổi giàu càng có nguy cơ bị tiểu nhân lợi dụng, khiến cho tài lộc của bạn bất ổn, không thể nào ổn định được thu nhập của mình. Mặc dù vận trình hung cát đan xiên, nhưng có vẻ bao nhiêu chuyện xui dồn hết cả về vận trình tài lộc của bạn mạnh tuổi giàu. Vừa mới cầm tiền chưa nóng tay thì đã có chuyện xảy ra, khiến cho bạn tuổi giàu ngay lập tức phải lôi hết tiền mình có trong tay để đáp đổi lại sự bình an cho mình bù lại con đường tình duyên của bạn tuổi dậu trong tuần mới này lại có được sự vượng sắc tình cảm vợ chồng trong thời gian này khá chi là ấm áp mặn nồng người ấy hiểu cho những khó khăn vất vả mà bạn tuổi dậu đang phải gánh chịu cho nên có thể sẽ tìm ra nhiều cách để làm cho bản thân cảm thấy được vui vẻ và lạc quan hơn sau những tổn thương về tiền bạc. Còn về phương diện công danh sự nghiệp của bạn tuổi dậu trong tuần mới này, đầu tuần không được sun sẻ cho lắm do bạn đang bị thương quan ngáng trở, bạn tuổi dậu dễ mắc phải sai lầm Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì bạn mệnh càng khẳng định được vị thế của mình hiện tại đang nắm giữ là xứng đáng với những thành công rõ ràng vừa ở bạn. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là đây là thời điểm mà bạn tuổi Tuất sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền với mình. Ngay từ đầu tuần, bạn đã có nguy cơ mất tiền hao của do gặp kiếp tài án ngữ. Nếu không cẩn thận thì năm hết Tết đến mà với bạn tử Tuất lại phải đi vay mượn tiền bạc để sắm Tết cũng nên. Còn về vận trình tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này lại tiến trị êm đẹp mọi sự có vẻ khá suôn sẻ đối với các cặp đôi khi được thái âm là cát tinh trợ mệnh. Đối với những bạn nữ có được sự hài hòa, bao dung trong gia đình sẽ giúp cho gia đạo an in, vạn sự thuận hòa. Vợ chồng có thể sẽ nhận được nhiều lời khuyên từ nữ mệnh lớn tuổi trong gia đình. Đối với những người tuổi tuất đang còn độc thân thì vận may và tình duyên vẫn chưa tới với bạn. Khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa cho mình, khiến cho bạn tuổi Tuất cảm thấy chán nản vô cùng. Bạn mệnh tuổi Tuất mặc kệ mọi chuyện xảy ra sao thì ra, không muốn tiếp tục gượng ép bản thân mình nữa. Con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong tuần được phát đạt, có nhiều thành công và bạn tuổi Tuất có thể yên tâm phần nào vì bạn vẫn đang làm việc rất tốt của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng đang gặp được ấn quan tương trợ, bạn có được nhiều cơ hội để bản mạnh từng bước khẳng định được năng lực và vị thế của mình trong tập thể. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày mùng 4 tháng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021. Xem từ vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn đang có điểm báo cát đan xiên. Và với bà tuổi hợi, bạn không cần phải lo lắng quá, việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, đây là thời điểm bạn có phần bị chững lại, xong cũng không đến mức có tín hiệu nguy hiểm khẩn cấp. Bạn mạnh tuổi hợi và người ấy cần phải cố gắng vun đắp, bồi dưỡng để cải thiện mối quan hệ hiện tại dịch mã xuất hiện báo hiệu với bạn tuổi hợi trong tuần mới này phải di chuyển đi công tác theo yêu cầu công việc khá chi là nhiều cho nên khó tránh khỏi việc thiếu quan tâm chăm sóc tới nửa kia vì thế cũng là điều bình thường khi bạn tuổi hợi có cảm giác cảm xúc hạ nhiệt không được nồng nàn như trước nữa con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong tuần mới này có nhiều bước thăng trầm, bản mệnh khá chi là khó khăn để có thể đảm bảo được vị thế của mình. Dù bạn đang có chính quan nâng đỡ, nhưng với bạn tuổi hợi cũng có lúc thấy nạn lòng, tức những khó khăn, mệt mỏi khi phải chạy đi chạy lại, làm việc, hết việc này tới việc khác. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi hợi trong tuần mới này, chủ yếu phát về đầu tuần cho tới giữa tuần. Lúc này thực thần đứng bóng cho nên bạn mệnh tuổi hợi làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì sự may mắn càng giảm dần. Thay vì kiếm được tiền thì lại dễ có nguy cơ mất tiền. Chính vì thế với bà tuổi hợi, bạn nên tập trung kiếm tiền ngay từ đầu tuần khi vận, vận khí chưa đi xuống. Trên đây là tử vi tuần mới từ mùng 4 tháng 1 đến mùng 10 tháng 1 năm 2021. Mong rằng những dự báo sẽ giúp cho các bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Chúc các bạn có một tuần bình an, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.